Do tình hình công ty kinh doanh khó khăn nên tạm thời công ty cho nhân viên làm việc ở nhà theo chế độ lương cơ bản. Lương tháng này công ty sẽ trả chậm hơn so với dự kiến từ 5 đến 10 ngày. Chết rồi, bây giờ làm gì có tiền để đóng tiền nhà bây giờ. Dạ, em mời chị vào nhà. Chị mới đi công tác về nên là có quà cho em đây. À, anh cảm ơn. Chị Abi này, tháng này chị cho em đóng chậm tiền nhà khoảng 5 đến 10 ngày được không ạ? Tại công ty em chưa kịp trả lương. Được rồi, cái này không thành vấn đề. Cứ chậm tiền nhà của chị như thế này em cũng ngại lắm. Chị hiểu mà, các em sinh viên còn khó khăn. Mà chị bảo này, em ở một mình như thế này chị thấy cũng hơi nặng. Hay là em tìm một bạn về ở ghép em cho vui, vừa đỡ tốn kém mà lại còn vui cửa vui nhà nữa. Nhưng mà nhớ lời chị dặn, hãy tìm bạn nào thật tin tưởng vào nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Thôi được rồi, bây giờ chị có việc chị phải đi trước. Hôm nào nói chuyện với em sau nhé. Bye bye em. Em quên tiền à? Dạ vâng ạ. Để chị trả hộ cho. Anh ơi, tính đổ bạn ý vào bill của em nhá. Em cảm ơn chị ạ. Chị ơi, nãy cho em cảm ơn chị nhá. Không có chị giả dùm em, chắc là em xấu hổ chết mất. Có gì đâu em, có một tí mà. À, mà chị chuẩn bị đi đâu ạ? À, chả giấu gì em, chị mới ở quê lên, đang đi tìm việc làm. Với cả cũng đang đi tìm phòng trọ nữa. Tìm mấy chỗ rồi mà chả ưng chỗ nào cả. À, em đang ở một mình đấy. Hay là chị qua em đi. Cũng gần ngay đây thôi. Vừa cho tiện lại còn chia sẻ được tiền nhà. Được thế thì còn gì bằng. Nhưng mà mới gặp chị này, em không sợ à? Ui dào ơi, có gì đâu. Dù sao thì chị cũng vừa giúp em mà. Coi như là em cảm ơn chị. Để em đưa chị đi nhá. Ừ. Chết rồi, mất hết rồi. Ôi, sao đấy anh? Anh bị mất hết rồi. Mất cái gì? Anh đi về nhà thấy cửa mở toang ra. Laptop của anh không còn, tiền đóng học của anh cũng mất luôn. Mất sạch á? Có chuyện gì thế mọi người? Chị ơi, trong khu nhà mình vừa bị gói trộm. Anh Thắng bị nó lấy hết đồ rồi. Bây giờ phải làm thế nào? À, anh gọi cho Abi. Abi à? Tôi vừa đi khảo sát tòa nhà một vòng rồi, sẽ tìm ra hung thủ sớm thôi. À đúng rồi, lúc nãy chị vừa nhìn thấy một kẻ ở trong thang máy, trông bộ dạng rất là khả nghi, chắc chắn là ăn trộm rồi. Cái gì? À thôi, trước mắt thì mọi người thay hết ổ khóa đi cho an toàn, sau đó rồi em tính tiếp. Chị thay rồi này. Tiền nhà để em đóng cho Abi nhá, chứ gần hết hạn rồi. À ừ đấy, em nhắc mới nhớ, chị lại quên mất không đi rút tiền. Hay là em đưa tiền cho chị đi, xong tí chị đi rút tiền chị đưa cho Abi một thẻ cũng được ạ. Ừ. Chị cầm thẻ của em xong chị rút nhá. Đói thế nhở? Úi dồi, đã đến trưa rồi. Chị ơi, hay là mình đi nấu cái gì ăn đi. Em đói quá. Đấy, này, em mua chị cái gì ăn ngon ngon nhá. Hôm nay chị đãi. Nhưng mà chị lại không dành cái khoản mà đi chợ búa lắm ấy. Hay là em đi mua hộ chị được không? Thế thì để em mua con vịt quay về, xong rồi chị với em mình ăn sớm mồm luôn. Ừ, nhá. Được. Thế em đi đi nhá. Abi, thằng này, cô làm gì đấy hả?
cô thắc mắc tôi làm gì đúng không? Tôi đang đi bắt kẻ trộm đấy. Mọi hành vi lừa đảo trộm cắp của cô ấy không qua nổi mắt tôi đâu. Là sao? Từ lúc cô mới chuyển đến đây, tôi đã thấy nghi ngờ rồi. Người nhà quê mới lên mà tay chân có sơn móng tay, tóc tai thì chải chuốt, ăn mặc thì sexy, ánh mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh, trông vô cùng khả nghi. Cô vừa đến đã nhanh chóng làm quen, tỏ vẻ quan tâm đến mọi người. Thực chất cũng để là thăm dò giờ giấc, thói quen sinh hoạt của tất cả mọi người trong khu để tiện bề hành động. Hôm Thắng bị mất trộm, cô nói rằng là vô tình gặp một thanh niên đeo khẩu trang kín mít đi ra, mục đích là để đánh lạc hướng của chúng tôi. Chứ thực chất, tòa nhà này từ lúc xây dựng tôi đã thiết lập bảo mật rất cao, phải có thẻ mới ra vào được. Tôi cũng đã hỏi chú bảo vệ rồi, thời điểm đó chú ngồi trong xe ở hầm, cho nên không thể nào có chuyện kẻ khác đột nhập vào trong tòa nhà được, rõ ràng là cô đang nói dối. Hơn thế nữa, lúc cô mở cốp xe ra để lấy chìa khóa mới ra khoe, tôi đã nhanh mắt nhìn thấy trong cốp xe cô có một chùm chìa khóa vạn năng rồi. Sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc thì tôi khẳng định 90% cô là thủ phạm, nên đã cùng Thắng theo dõi cô. Đâu, tiền đâu? Đây, tiền đây. Ôi giời ơi, sao được có mấy đồng bạc này? Nhà chẳng quay quái gì cả, có mỗi cái máy tính với cả 2 triệu tiền học của thằng đấy. Đợi tao hút một mẻ con bé cùng phòng, xong rồi té là ok. Liệu nhanh nhanh lên nhá. Đi đi. Mấy đồng bạc. Mi, dạ, đi đâu đấy? Chị thương cho em tiền để mua đồ ăn liên hoan. Mà thôi, em đi nhá. Alo, sẵn sàng thôi. Mọi tang chứng vật chứng tôi đã đủ cả, cô còn gì để chối cãi không? Mày, tôi thật không ngờ trông ngoan ngoãn hiền lành như cô ấy mà lại là vừa trộm cắp. Có chuyện gì thế hả mọi người? Anh Thắng, anh Trang, chị Thương, có chuyện gì thế mà mọi người ở đây? Ở đây à? Bạn của em sắp mang đồ của em đi cầm rồi đấy, đồ ngốc ạ. Đây có phải máy tính bảng của em không? Đúng rồi ạ, nhưng mà có chuyện gì đấy? Chuyện này chị sẽ giải thích với em sau, bây giờ đưa cô ta lên phường đã. Đi thôi. Lên phường! Khổ ra! Ở ghép không còn là chuyện xa lạ đối với những người xa nhà lập nghiệp, nhưng tôi khuyên các bạn hãy thật tỉnh táo và cảnh giác tuyệt đối, không nên cho người lạ vào ở để tránh những điều đáng tiếc xảy ra nhé.